Hãy nhìn cặp chân của người đàn ông này. Đây là Sáu Nhỏ. Nếu yêu võ thuật Sài Gòn trước năm 1975, hẳn quý vị và các bạn đã nghe qua câu nói này. Cặp chân Sáu Nhỏ gặp võ dày à. Vậy cặp chân Sáu Nhỏ lợi hại như thế nào? Góc đài mà đá, góc đài rung lên, góc đài làm sao đá nổi nó. Anh Sáu Nhỏ đá công sắc ấp chiến lược. Thì nghe lại mình cũng là rung mình luôn á, mình cũng rung mình. Đá rung góc đài, đá cong sát ấp chiến lược. Với cặp chân đó, người ta giới thiệu Sáu Nhỏ, tức Trần Văn Trọng, là vũ cước trên các võ đài tự do của Sài Gòn trước năm 1975. Với cặp chân đó, Sáu Nhỏ ở cầu sắt Đa Cao, nổi danh trong thế giới di đãng bên cạnh đại ca Thay, Chà Và Hương, và được giang hồ cho là nhân vật duy nhất có thể kịp được Minh Cầu Muối. Nhưng sau năm 1975, khi võ đài chưa được hoạt động trở lại, dù đã bị mảnh tay bài trừ, thì cặp chân lừng danh của Sáu Nhỏ được sử dụng vào việc đạp xích lô mưu sinh, để rồi nhận cái kết cục xuôi tay bi thảm nhất vì ma túy và những ám ảnh đầy ân oán của một thời đâm chém. Là một ông thầy có tâm với nghề và chuyên nghiệp, cố võ sư Kid Dempsey, tức Nguyễn Văn Phát, lưu giữ đầy đủ bản ghi danh các thế hệ học trò theo năm tháng, cùng hình ảnh của họ. Trong bảng danh sách học trò niên khóa 1960-1961, ở vị trí thứ 25, có một cái tên rất đáng chú ý là Trần Văn Trọng, tức Sáu Nhỏ, ghi danh học ngày 10 tháng 7 năm 1960. Cặp chân Sáu Nhỏ, cặp trò Chà Và, thực là một đôi bạn thân. Và cũng như người bạn thân Ngô Văn Hường, tức Trà Và Hường, Sáu Nhỏ đến bái sư Kid Dempsey để bổ sung kỹ năng đòn tay. Họ theo học Kid Dempsey mãi tới năm 1971. Hàng ngày, Trà Và thường chạy xe đến cầu sắt ở Đa Cao đón Sáu Nhỏ đến võ đường của Kid Dempsey ở ngã ba ông ta. Trước đó, cùng với ông Hường, Sáu Nhỏ cũng đã theo học khá nhiều thầy như Mustaja hay Nguyễn Giàu. Nhưng có điều, khác với tiền bối có cặp chân đá chết cả bò như Mustaja, Sáu Nhỏ lại luyện đôi chân mình theo cách kinh dị nhất. Thằng Sáu Nhỏ đó, tôi nó cũng một thầy. Ngày xưa nó gây sắt ở cầu sắt Đa Cao, mỗi ngày tôi chở nó từ đó về bên ngã ba ông Tạ chỗ ông thầy tôi làm Kid Dempsey đó. Nó bó thuốc. Thì mỗi chiều tôi nó nằm xuống có học trò nó cầm tít sắt xe đạp á. Nó lăn nó đập rồi bó thuốc vô. Từ đó cái chân nó chai, nó không biết cái cảm giác đau là gì hết. Nó thành ra nó có chân nó đá nặng như vậy, gọi là cặp chân Sáu Nhỏ. Rồi tôi có cặp chỏ, thành ra ta thường kể tí giòn là cặp chân Sáu Nhỏ, cặp chỏ Chà Và. Vì tập theo cách khổ luyện và không giống ai như vậy, nên cặp chân của Sáu Nhỏ cũng khác hẳn với người thường. Miêu tả về cặp chân ấy, ông Phi Long Vàng, người thuộc thế hệ sau học Kid Dempsey, có thể xem như sư đệ của Sáu Nhỏ trong võ đường của thầy Kid, cho rằng trên đời ông chưa từng thấy ai có cặp chân dị tướng như thế. Cái chân của anh Sáu Nhỏ, thí dụ bình thường cái xương ống quyển của mình là nó phải như vậy, nó vê như vậy. Nhưng mà thật sự cái ống quyển của anh Sáu Nhỏ là nó giống cái tay mình đưa ra, nó bằng thẳng xuống, nó bằng ngang gì mà nó khuyết xuống vậy. Đó là như thế. Không làm như xương này nó bị bể hay hoặc như thế nào rồi tẩm thuốc như thế nào đó. Một cách luyện chân quái dị và bất thường. Và thứ thuốc biến xương ống thành một loại thép ấy là gì thì Trà Và Hương cũng không biết. Những đàn em như Phi Long Vàng gặng hỏi, nhưng Sáu Nhỏ cũng không thể tiết lộ, vì ông đã thề độc với một người thầy truyền cho mình rằng phải giữ bí mật trọn đời. Nó có cặp chân đá dữ, nó đá nặng như Mustaja, nhưng mà nó đá bằng thuốc. Còn Mustaja là đá tự nhiên, còn bằng tầng Sáu Nhỏ này nó đá thuốc, có thuốc tay vô chân nó bó thuốc. Thì tôi mới hỏi anh Sáu như vậy mà sao cái chân anh như vậy, chắc như anh phải tập như thế nào. Ông nói là có thuốc. Nhưng mà hỏi anh Sáu Nhỏ thì thật sự anh Sáu Nhỏ không có chỉ. Anh Sáu Nhỏ nói là vì học cái thầy của anh Sáu Nhỏ đó là anh Trần Văn Trọng á, biệt danh là Sáu Nhỏ đó, là có lời thề, do đó không chỉ cái thuốc tẩm để cho cái xương nó cứng mà đá nó tốt. Năm 1961, năm chính quyền Sài Gòn thực hiện kế hoạch ấp chiến lược. Các cọc sắt ấp chiến lược cũng như cọc sắt tại các nhà tù được tôi luyện rất cứng, nhưng dường như cặp chân Sáu Nhỏ còn cứng hơn sắt ấp chiến lược. Anh Sáu Nhỏ đá công sắt ấp chiến lược. Tôi nói trời, cái chân bằng xương bằng thịt mà sao đá sắt. Đó. Sở hữu một cặp chân như vậy nên từ Sài Gòn cho tới Lục Tỉnh, không cao thủ nào chịu nổi đòn của võ sĩ được mệnh danh võ cước. Trong đó, người ta nhớ nhiều đến trận Sáu Nhỏ, hạ đẹp một cao thủ ở miền Tây. Anh Sáu Nhỏ xuống quánh như võ sư Nguyễn Giàu tại Long Xuyên, là anh Sáu Nhỏ chỉ đá một ống là võ sư Nguyễn Giàu ao. Mà đó là vô địch Long Xuyên chứ đâu phải một tỉnh ngày xưa, đâu phải là một cái người bình thường. Có tên tuổi, võ sư Nguyễn Giàu có tên tuổi là tại Long Xuyên. Nó đánh không có địch thủ. Và sau này rồi cái nó không có địch thủ, không dám đánh cho nó lên, nó ít đá địch thủ lắm. Góc đài mà đá góc đài rung lên, góc đài làm sao đá nổi nó. Nguyễn Giàu vô địch miền Tây nó đập con cái một. Khổ luyện ắt thành tài, nhưng cách luyện trần như luyện thép với thuốc bí ẩn của Sáu Nhỏ thì xưa nay chưa từng thấy. Để tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi đã tìm đến câu lạc bộ Taekwondo Muay tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ở thành phố Hồ Chí Minh, gặp huấn luyện viên Trần Trung Sơn, một cao thủ về quyền cước, từng đào tạo ra nhiều đàn em giỏi đòn chân trên võ đài Môi Thái như Võ Văn Đài, Nguyễn Trần Duy Nhất hay Lê Hoàng Đức. Theo vị cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Muay thành phố Hồ Chí Minh này, việc dùng vật cứng đập vào chân để tập là theo lối cổ truyền, quá chuyên sâu, gây nguy hiểm, không nên khuyến khích và không phải ai cũng tập được. Qua câu chuyện mà xưa kể lại thì mình cũng nghe một cái trường hợp là cặp chân Sáu Nhỏ, cặp trỏ Chà Và Hương, thì cũng nghe đã lâu nhưng mà cũng chưa thấy được cái thực tế là những cái đòn đó như thế nào. Những bài tập đó thì Sơn nghĩ nếu mà mình tập chuyên sâu nó cũng có thể là xảy ra. Với những là ví dụ như là người ta có thể đá gãy cây chuối hay là gãy phan sắt, thì hiện tại cái clip cũng đang truyền rất là nhiều. Nhưng người Thái người ta cũng đâu có sử dụng nhiều phương pháp đâu. Họ Sơn chỉ biết là họ chỉ tối ngày họ chỉ đá bao, người ta gọi là mài bao, đánh bao liên tục thì nó cơ xương nó cũng hình thành ở đó. Cũng có kết hợp với chế độ dinh dưỡng một phần để giúp cho cơ xương nó khỏe hơn. Đấy, còn cái phương pháp tập luyện đó thì Sơn theo Sơn nha, khuyến khích tất cả mọi người thì nó không phải là khoảng học nhưng mà nó là một cái bài tập mà nó quá chuyên sâu đi, nó dành cho những người gọi là dị, những người muốn mà nó mang một tới mức độ nó quá cao. Nên Sơn cũng khuyến khích mọi người không thử với mọi hình thức. Ví dụ mình tập luyện thì mình cảm nhận về cái xương cốt mình, có thể là tập va chạm nhẹ, mức độ nhẹ rồi từ từ nó nâng cao lên. Chứ đừng có thấy người ta làm chuyên sâu quá mình bắt chước là thật sự là nguy hiểm. Ngày này với giáo án, chế độ dinh dưỡng cùng trang thiết bị tập luyện hiện đại, thế hệ của ông Trần Trung Sơn vẫn cảm thấy rùng mình mỗi khi nghe lại giai thoại về cặp chân Sáu Nhỏ cũng như cách tập luyện dị thường của bậc tiền nhân này. Thì nghe lại mình cũng là rùng mình luôn á, mình cũng rùng mình. Thật sự ra thì nếu như là một cái thế hệ sau này thì mình nghe thật sự mình còn phải trùng lại. Lý do chắc là cái thời điểm đó tập luyện rất là khắc nghiệt. Thứ hai nữa là cái môi trường ngày đó nó đã đánh chuyên nghiệp rồi. Sơn cũng nghe là trước thời đó là cũng có đánh chuyên nghiệp rồi. Nên các lão tiền bối cũng phải luyện tới cái mức nào để lên trên thượng đài nó giảm sát thương cho mình mà nó lại sát thương cho người khác. Đó thì đó là cũng là một cái giai thoại mình cũng phải nhìn lại, tại thời điểm đó thì nó đã đánh chuyên nghiệp rồi. Còn thời điểm bây giờ thì hầu như là chúng ta chơi thể thao mới mang tính chất là khỏe nè, rèn luyện bản thân nè, và thứ hai là giao đấu thể thao với tinh thần là giao lưu văn hóa, nên tất cả mọi thứ nó đều nó mang một tính chất là mức độ vừa phải. Nếu mà ai mà đủ mà trình mà thâm niên tập luyện nữa thì có thể nhằm bước đến những sàn đấu chuyên nghiệp. Tới thời điểm bây giờ Sơn có nhiều thế hệ học trò cũng bước lên sàn đấu chuyên nghiệp mà cũng không có thấy tập luyện những cái phương pháp đó, chỉ có cái là mài rũa kỹ thuật qua những dụng cụ tập luyện thường xuyên và giáo án của thầy cộng với chế độ dinh dưỡng nó sẽ giúp cho mình là một cái sức khỏe hoàn hảo, một kỹ thuật hoàn hảo mà có thể thượng đài để có thể là chịu nhiệt được tất cả các cú đá cú đấm ngày nay. Nhưng cặp chân được giới thiệu là vũ cước của Sáu Nhỏ đâu chỉ được ông Trần Văn Trọng sử dụng trên các võ đài tự do Sài Gòn. Trước năm 1975, cái tên Sáu Nhỏ còn là một du đãng khét tiếng, hành nghề bảo kê và từng có quãng thời gian cùng đại ca thầy xưng hùng xưng bá ở Sài Gòn. Giới giang hồ thì cho rằng để có thể đặt chân vào đất giữ cầu muối của đại ca mình thì không ai khác ngoài Sáu Nhỏ và đại ca thầy. Năm 1965, một cô gái xinh đẹp tên Sinh đam lòng yêu mến Minh Cầu Muối nhưng bị đại ca này từ chối vì có quan hệ họ hàng. Đàn bà bị phụ tình đôi khi cũng làm chuyện động trời. Cô Sinh liền cặp với Sáu Nhỏ với động cơ dùng cặp chân Sáu Nhỏ để kết liễu đời Minh Cầu Muối. Cuộc chiến băng đảng do tình yêu và lòng thù hận này suýt nổ ra nếu không có sự dàn xếp kịp thời của Chà Và Hương. Cái chuyện này của Sáu Nhỏ gì? Ngày xưa đó, con Minh á, nó theo thằng Minh đêm ngày, con Sinh đó, nó tên con Sinh. Nhưng mà cái vai á, thì Minh nói ngay mặt tôi, mày kêu tao thằng cậu. Nhưng mà rất mê Minh. Nó tiếp ngày thức đêm để nó gặp Minh, nó mê Minh. Nó si tình Minh, nhưng mà nó biết thằng Minh nói câu có ngay mặt tôi. Mày kêu tao thằng cậu, tao kêu má mày chị. Không thể lấy mày được. Thành ra nó cặp qua Sáu Nhỏ, nó biết không con nào giết nổi Minh, chỉ có Sáu Nhỏ thôi. Nó mê thằng Minh mà nó phải qua nó lấy Sáu Nhỏ để nó giết Minh, dòng 1.300 mà. Nó lấy không được là nó giết. Nên thằng Đại không biết gì đâu. Tôi biết có chuyện này, đừng làm bậy. Bồ nghe lời Sáu Nhỏ là bồ bậy, có đúng không? Sáu Nhỏ đã có một thời như thế, bất bại trên võ đài và khét tiếng trong thế giới du đãng. Nhưng sau năm 1975, khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ, đất nước thống nhất, hàng loạt du đãng cộm cán bị chính quyền cách mạng tập trung đưa đi cải tạo nhằm góp phần giải quyết an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội. Sáu Nhỏ thoát đợt tập trung này nhờ đăng ký đi vùng kinh tế mới. Sau vài năm, Sáu Nhỏ trở lại nhưng trong bộ dạng già đi khá nhiều. Cũng ít ai nhận ra ông, Sáu Nhỏ lúc đó ở Quân Tư. Võ sĩ bất bại nhờ vũ cước đã là quá vãng và dĩ nhiên Sáu Nhỏ lúc đó không còn đất, cũng không còn sức để tung hoành như một du đãng nữa. Thậm chí, cặp chân Sáu Nhỏ rắn như sát ấp chiến lược năm nào, đôi lúc còn không đạp nổi chiếc xích lô qua một con dốc nhỏ. Bởi Sáu Nhỏ đã xuống sức vì nghèo đói và ma túy, thứ mà ông không thể từ bỏ được dù đã rút chân ra khỏi giang hồ. Cứ rong ruổi đạp xích lô khắp Sài Gòn kiếm cơm và kiếm thuốc. Sáu Nhỏ còn mang nỗi ám ảnh, luôn sợ hãi bị trả thù từ những ân oán trong quá khứ. Sáu Nhỏ, ê anh Sáu, làm ly cà phê anh Sáu. Trên chiếc xích lô, Sáu Nhỏ rất sợ ai đó bất thần gọi tên mình. Mỗi lần như vậy, Sáu Nhỏ thường chỉ ngoái lại cười, thoái bận rồi nhanh chân đạp đi nơi khác. Bởi như đã nói, Sáu Nhỏ luôn sống trong nỗi hoài nghi bị trả thù. Thời gian trôi nhanh như vòng quay của chiếc bánh xích lô, rồi cũng chẳng ai để ý tới Sáu Nhỏ nữa. Có người nói, vào cuối thập niên 1980, có người nhớ hình như vào đầu thập niên 1990, người ta thấy Sáu Nhỏ nhắm mắt, xuôi tay dưới chân của một căn chung cư sập xệ tại Quận Tư. Không người thân, không ai bên cạnh, xuôi tay trả nợ đời. Nhiều người biết ông Sáu Nhỏ, nghi ông qua đời do di chứng của một trận đòn thù. Cũng có người hiểu chuyện bảo do bệnh tật và ma túy. Cặp chân Sáu Nhỏ. Dưới chân một căn chung cư cũ nát, cũ như cuộc đời Sáu Nhỏ, ông xuôi tay trả nợ đời. Chuyển động cùng Võ Việt.